Hello quý bà con, quý anh chị, quay trở lại với Hoa Kiển Hùng Thi chúng em. Hôm nay quý anh chị, quý bà con thấy không? Đó chính là chúng em đang lên hàng nha quý anh chị, quý bà con. Và hôm nay là một chương trình cực kỳ đặc biệt. Ngoài lên hàng ra cho quý anh chị bà con chiêm ngưỡng thì Hoa Kiển Hùng Thi còn cung cấp cho quý anh chị biết một vài cái cách thức để mình chăm sóc những cái cây này nha quý anh chị, quý bà con ơi. Đó thì hiện tại em đang lên hàng đó là những cây mắt nhung, mắt nai và những cây dừa cạn rất là đẹp nha quý anh chị ơi. Đó thì hiện tại là bên em cung cấp đầy đủ cho mình luôn nè. Thì hiện tại cái hàng này là hàng đi công trình thì mình vẫn trồng, mình trang trí được ở nhà nha cả nhà. Đó mình những trồng khuôn viên nhà mình là những trồng rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn. Đó bên em có rất là nhiều size cỡ lựa chọn cho mình và hàng cực kỳ dễ trồng luôn nha cả nhà. Hàng này cực kỳ là dễ trồng luôn. Đó giá thể của nó thì nó chỉ có là cho với lại là trấu thôi nha cả nhà. Hàng này là hàng mắt nai mắt nhung nhà mình trồng, mình trang trí cái khuôn viên nhà mình hoặc cái sân vườn nhà mình nó cũng mang lại vẻ đẹp rất là đẹp luôn. Đó màu tím đó cả nhà, màu tím rất là đẹp nè quý anh chị. Trồng dọc cái lối đi một khuôn viên nhà mình thì rất là tuyệt vời luôn. Thì ngoài cung cấp những cái loại này ra thì bên em còn cung cấp luôn những loại ví dụ như là những cái loại bụt thái đủ màu, cánh đơn, cánh kép, chăm ổi nha cả nhà, chăm ổi tím đây nè. Đó trước màn hình của anh chị là chăm ổi tím này, mình có thể trồng nó rủ xuống màu tím rất là đẹp và đặc biệt cái bông của nó rất là thơm luôn nha cả nhà ơi. Đó rất là tuyệt vời luôn. Đấy quý anh chị với bà con ơi, chúng em cung cấp số lượng rất là lớn luôn. Ví dụ mình thấy những cái bông màu tím vậy nè, nó còn có những bông màu cam, màu vàng, màu đỏ, rất là nhiều hoa khoe sắc với nhau nha quý anh chị với bà con ơi. Và những cái hoa này nè, ở trong nó có màu tím và ở ngoài cũng có những cái bông mà nó có viền những cái màu khác nha quý anh chị với bà con. Đây là một cái bông đơn sắc nha, và lá cung cấp rất là xanh luôn, và nó sẽ đâm tượng lên rất là tuyệt vời luôn nha. Em mà gỡ cái bao này ra là sẽ rất là đẹp luôn nha. Nó sẽ bung xòe ra cực kỳ tuyệt vời luôn. Và Hoa Kiển Hùng Thi nhận cung cấp số lượng lớn. Quý anh chị với bà con cần bao nhiêu alo cho chúng em để được hỗ trợ và tư vấn nha. Và đây là chuyến hàng chúng em lên, đó là mắt nhung nè, cỏ nhung nhật sa đéc và các cái giá thể luôn nha quý anh chị với bà con. Đây là cái giá thể em cung cấp cho quý anh chị quý bà con trong ngày hôm nay, đó là giá thể tro đen nha. Những cái bao to giống như thế này về mình sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho cỏ lá gừng Thái và cỏ nhung nhật sa đéc thêm một phần dày hơn và phát triển nhiều hơn để cái sân vườn villa biệt thự của mình thêm phần sống động và xanh tươi mơn mởn luôn nha quý anh chị. Đó, và ngoài cái giá thể này ra chúng em còn cung cấp các loại như là sơ dừa, tro đen nè, phần tro, trấu, đất sạch luôn nha. Tại cơ sở Hoa Kiển Hùng Thi chúng em trực thuộc công ty Hoa Kiển Ngân Cường, trực thuộc khu du lịch miệt vườn Happyland Hùng Thi, có số điện thoại hotline 0918 708 965 và lấy uy tín, chất lượng đặt lên hàng đầu nha quý anh chị ơi. Đó quý anh chị ơi, thì ngoài cung cấp những cái loại cây ra thì bên em còn cung cấp luôn những loại cây lâu lớn như thế này, ví dụ như cây vạn tuế nè cả nhà. Hàng này trồng rất là lâu lớn nhưng mà mình trồng nó lớn rồi thì có cây rất là giá trị luôn nha quý anh chị. Thì hiện tại cây vạn tuế như thế này thì bên em cung cấp đủ xay đủ chậu cho mình luôn. Đó thì hàng mini bên em cũng có và hàng lớn thôi cũng có nha. Hiện tại cái hàng này cái mít lóng của nó thì khoảng tầm là 30 xăng nha cả nhà. Thì bên em có cái mít lóng còn lớn hơn, cao hơn luôn, khoảng tầm 80, 1m, 1m mấy cũng có luôn. Đó đủ xay đủ chậu cho mình lựa chọn luôn. Thì cả nhà mình cần mua cây vạn tuế hay là những cái mặt hàng nào đó mình alo cho em nha. Đó hiện tại trước màn hình quý anh chị đang xem đó là những cái con của nó đó nha cả nhà. Nó đang nhảy con lên đó. Đó cái cây mà nhảy con như vậy thì nó rất là lâu năm và cây phát triển cực kỳ tốt luôn nha cả nhà ơi. Đó rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Hàng này mình trồng lâu năm thì cái cây của mình rất là có giá trị luôn nha quý anh chị ơi. Wow, cây quá đẹp luôn cả nhà. Hiện tại cái cây này là lóng nó tầm 30 và cái vuốt lá luôn á. Vuốt lá luôn khoảng tầm 1m2, 1m3 nha cả nhà. Đó hàng rất là đẹp luôn cả nhà ơi, quá tuyệt vời. Lá xanh mướt luôn. Đó, mình trồng cái bảng tế này trước cửa nhà thì mình trồng rất là đẹp nha quý anh chị. Đó mình có nhu cầu mình muốn mua cái bảng tuế xây nhỏ hay xây lớn mình alo cho em với số hotline quen thuộc đó là 0918 708 965 cả nhà. Còn rất là nhiều loại cây hoa
khác nha quý anh chị. Và không quên, tại Hoa Kiển Hồng Thi là cơ sở mà chúng em rất tự hào cung cấp về cỏ nhung nhật sa đéc và các loại cỏ thảm khác. Như quý anh chị đang xem đây, đó chính là chúng em đang chuẩn bị vận chuyển những cái mét cỏ nhung nhật sa đéc lên chiếc xe này nha quý anh chị của bà con ơi. Và trước màn hình mình xem, đó chính là những cuộn cỏ nhung nhật sa đéc đang được chất gấp ngay hàng thẳng lối để chuẩn bị lên xe cho khách nha quý anh chị của bà con. Còn đây, trước màn hình là nằm ở phía dưới đây, đó chính là cỏ nhung nhật sa đéc nha quý anh chị của bà con. Hiện tại mùa mưa, mùa nước nó đã lên, nhưng mà cỏ của chúng em cung cấp cũng vừa đủ độ dày để về quý anh chị chăm bón thêm phần tốt nha. Quý anh chị có thể nghiên cứu cái cách trồng ở trên cái nền tảng YouTube quý anh chị đang xem là Hoa Kiển Hùng Thi Vlog nha quý anh chị ơi. Đó quý anh chị ơi, thì cách trồng cỏ nhung nhật này nó cũng rất là đơn giản thôi nha quý anh chị. Ví dụ như cái mặt đất của mình như thế này thì mình anh chị cứ làm phẳng mặt đất đi, rồi xong rải cho em một lớp cho mỏng, rồi tiếp tục mình trải cỏ lên thế này, xong mình rải thêm một lớp cho nữa trên bề mặt cỏ, xong rồi mình tưới nước lại đó, thì cái bảo đảm là cái sân vườn của mình nó xanh mướt luôn nha cả nhà ơi. Đó thì mình trồng cỏ này á thì chủ yếu là cái giá thể đó là cho thôi nha cả nhà. Khi mà cái cỏ nó đã bám vô cho của mình rồi thì khoảng tầm 2 tuần sau thì mình mới bắt đầu rải phân nha cả nhà. Đó thì rất là khi nào mà nó bám xong rồi mình rải phân là nó rất là nhanh bén rễ và cực kỳ mau nhảy con và rất là tốt luôn và xanh mướt luôn cả nhà ơi. Đó, nó cho mình cái thảm xanh rất là tuyệt vời luôn nha. Và bây giờ thì em xin tạm dừng cái clip tại đây nha. Chúc cả nhà luôn luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống và luôn gặp nhiều may mắn nha.